Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 425 anh em nhé. Địa vị của Bạch Hổ công tước ở đế quốc Thịnh La hết sức quan trọng, có lực khống chế cực mạnh đối với quân đội. Nếu như có thể đem hắn ám sát, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp cực lớn đối với việc phát động chiến tranh trong tương lai của đế quốc Nhật Nguyệt. Toàn bộ 12 tiền thích khách trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, không những có nội ứng ở bên phía soái trưởng của Bạch Hổ công tước, hơn nữa còn thi triển xa hồn đạo khí trinh sát trên không trung vừa mới nghiên cứu ra. Trong 12 tiền thích khách này càng có hai vị đều là hồn đạo sư cấp 9, bọn hắn bày ra các loại hồn đạo khí bẫy dạp tạo thành ra thiên la địa phóng ở khoảng không đến 30 dặm ở phía trước. Chỉ cần Bạch Hổ công tước bước vào bẫy sạp của bọn hắn có lòng tin cho dù Bạch Hổ công tước có đường thực lực siêu cấp đấu la cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà khiến bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới chính là sau khi Bạch Hổ công tước ra khỏi quân doanh chưa được bao lâu, vậy mà liền đột nhiên quay đầu. Sự biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Một vị hồn đạo sư cấp 9 cầm đầu lập tức là liền ý thức được hành động đã bại lộ. Thế nhưng mà Bạch Hổ công tước dù sao đã rời khỏi doanh địa, ra khỏi quân doanh, bên cạnh hắn chỉ có trăm tên hộ vệ. Đây đã là thời cơ tốt nhất mà bọn hắn có khả năng tranh thủ được. Kết quả là phải triển khai phương án tác chiến thứ hai, dùng sơn băng địa liệt đạn chặn đường, tranh thủ thời gian cho bọn hắn chạy tới, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Bạch Hổ công tước. Hiện tại đã thực hiện được mục tiêu, Bạch Hổ công tước càng là ngây thơ đến nỗi không tự mình phá vây, vậy mà lưu lại bảo hộ thuộc hạ, chuyện này khiến cho bọn hắn vui mừng quá đỗi. Thế nhưng mà thời điểm kim ngân song sắc ánh sáng lần lượt bay lên, tất cả bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Trong 12 tên thích khách đến từ đế quốc Nhật Nguyệt, hơn phân nửa đều là hồn đạo sư, nhất là hai vị hồn đạo sư cấp 9 tuyệt đối có kiến thức rộng rãi. Đổi lại thành thích khách không thường, có lẽ sẽ không để đến hai quả cầu ánh sáng bay lên trên không, thế nhưng lại không có tản mát ra bất kỳ uy thế gì. Thế nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không, người không biết sợ, người biết thì sẽ càng sợ hơn. Ở đế quốc Nhật Nguyệt, người nào lại không biết tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm dựa vào Thái Dương Thần Châm mà thành danh. Trong hai vị hồn đạo sư cấp 9 ở đây, vừa vặn có một vị là hảo hữu chí giao với Diệp Vũ Lâm, vừa vặn biết hắn vừa nghiên cứu chế tạo ra thành công Nhật Nguyệt Thần Châm. Bởi vậy, ngay khi hắn nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Châm bay lên, trước tiên lập tức mở ra vô địch hộ cháo của bản thân. Mặc dù hắn biết coi như là vô địch hộ cháo cũng chưa chắc có thể chống đỡ được công kích của Nhật Nguyệt Thần Châm, thế nhưng cuối cùng vẫn có còn hơn không. Sau khi mọi người nghe vị hồn đạo sư cấp 9 trước mặt kêu lên bốn chữ Nhật Nguyệt Thần Châm, sau lưng các vị hồn đạo sư sưng lên một tầng mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo. Năm đó Thái Dương Thần Châm còn có danh xưng là Tử Thần Chi Quang, người nào bị nó chiếu trúng chỉ có chết, mà uy lực của Nhật Nguyệt Thần Châm còn muốn trên cả Thái Dương Thần Châm. Đừng nói siêu cấp đấu la, coi như những cường giả tu vi tiếp cận cực hạn đấu la như Huyền Lão, bị nó bắn trúng ngay chính diện chỉ sợ cũng sẽ thụ thương. Thích khách đúng là đến ám sát Bạch Hổ công tước, thế nhưng cũng không phải để bọn họ đi tìm cái chết, nhất là bốn vị cường giả cấp bậc phong hào đô la đối với sinh mệnh của bản thân càng chân quý vô cùng. Làm sao bây giờ? Tại sao hắn có thể có Nhật Nguyệt Thần Châm? Chẳng lẽ tinh không đấu la hắn? Không có khả năng, tinh không đấu la chắc chắn sẽ không phản bội. Mọi người quyết định nhanh một chút đi, vô địch hộ cháo của chúng ta căn bản không thể nào kiên trì thời gian quá dài. Trước tiên rút lui, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Vị hồn đạo sư cấp 9 cầm đầu quyết định thật nhanh, lập tức đưa ra mệnh lệnh rút lui. Sinh mệnh là thứ rất quý giá, bất kỳ người nào cũng đều chỉ có một sinh mệnh, ai trong bọn hắn sẽ nguyện ý tiếp tục liều lĩnh ám sát dưới sự quan sát của Nhật Nguyệt Thần Châm đây? Không ai dám, thật sự là không ai dám. Kết quả là cả thấy 12 tên thích khách đã cơ hồ lập tức xoay người bỏ chạy. Đối với bọn hắn mà nói, làm thế nào có thể xông ra phạm vi tối thiểu 15 cây số trong thời gian ngắn nhất, lúc này mới là điều quan trọng nhất. Trong lòng của Bạch Hổ công tước vẫn còn một tia hy vọng, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy Vũ Hào và Vương Đông Nhi cũng nhảy xuống vách núi, cho nên hắn vẫn bình tĩnh, giữ được tỉnh táo không phát động Nhật Nguyệt Thần Châm. Đối với một loại vũ khí mạnh mẽ như thế này mà nói thì trước lúc phản xạ mới có lực uy hiếp lớn nhất. Mặc dù hắn không rõ vì cái gì đối thủ lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng ít ra bản thân tạm thời đã an toàn, hiện tại chỉ còn chờ xem vị thần bí nhân kia có thể cứu lấy thuộc hạ của hắn hay không. Bạch Hổ công tước bên này đang cắn răng chịu đựng, còn Vũ Hào ở bên đó lại là bận bịu quên cả trời đất. Sau khi hắn vào Vương Đô Nhi nhảy xuống vách núi, Vương Đô Nhi lập tức mở ra điệp thần song dực, mà Vũ Hạo vẫn nhanh chóng hướng ra phía dưới lao xuống, sau đó cũng mở ra phi hành hồn đạo khí sau lưng của mình. Từ không trung nhìn xuống, vách núi này cách xa mặt đất bên dưới ít nhất là 300 mét. Cho dù là hồn sư, chỉ cần không có khả năng phi hành, mặc dù là không có thủ đoạn làm chậm tốc độ rơi xuống, tất nhiên sẽ ngã chết. Thân hình của Vũ Hạo vừa nhanh chóng lao xuống, vừa đem tinh thần lực lượng của mình phóng thích ra đến trạng thái mạnh nhất. Một cái lưới lớn làm bằng tinh thần lực lượng nhanh chóng bao trùm mảng lớn không gian xung quanh, đem tất cả Bạch Hổ thân vệ nhảy xuống vách núi để bao trùm trong đó. Tác dụng của tinh thần phóng giúp hắn có thể biết được chính xác vị trí cụ thể của từng tên Bạch Hổ thân vệ. Vị trí giữa trán trên mũ giáp của Vũ Hạo mở ra, một đạo hào quang màu lam đậm bắn xa như tia chớp rồi định hình lại. Hào quang đó chính là Tiểu Tuyết Nữ.
Tiểu tuyết nữ mới vừa xuất hiện, đôi tay nhỏ nhắn mạnh mẽ huy động ở trong không trung một cái, lập tức thì một cơn gió mạnh hiện ra ngay giữa sơn cốc, quả thực đã khiến cho tốc độ rơi xuống của bạch hổ thân vệ giảm lại đáng kể. Tuyết đế cũng không chỉ khống chế tuyết, nàng chính là băng thiên tuyết nữ ở vùng cực bắc, nơi mà hàn băng phá tan bừa bãi, ngoại trừ giá rét đáng sợ còn có cuồng phong gào thét. Đây cũng là chỗ mà tiểu tuyết đế cũng cường đại hơn so với băng đế. Ngoại trừ cực hạn hàn ra, nàng còn nắm giữ thuộc tính phong, tựa như là tuyết vũ cực băng vực, bản thân nó xem như cũng có cuồng phong nhân tố trong đó. Vũ Hào hiện tại chỉ sợ cực hạn băng của bản thân tổn thương đến bạch hổ thân vệ, cho nên không dám dùng năng lực lĩnh vực thổi bọn hắn bay lên, chỉ có thể để tuyết nữ trước tiên làm chậm lại tốc độ rơi xuống của bản hắn. Tuyết nữ vừa thao túng gió, vừa dẫn đầu vọt xuống phía dưới, chợt lách người một cái đã đến bên cạnh Trương Bưu, đôi tay nhỏ nhắn non mịn đẩy nhẹ trên lưng của Trương Bưu, khiến hắn đang ở trên đà rơi xuống cách mặt đất 30m liền bay sang một bên. Bản thân Trương Bưu cũng là một vị hồn sư, đột nhiên có một cỗ sức mạnh đẩy hắn sang ngang, tất nhiên làm hắn giật mình, thế nhưng cũng khiến cho hắn theo bản năng mà vội vàng khống chế thân thể của mình. Độ cao 30m đối với cấp bậc hồn sư như hắn mà nói thì dễ dàng ứng đối hơn nhiều. Thân thể ở trên không trung nương tựa theo lực đẩy đến từ bên cạnh liền lăn sang ngang, đồng thời dùng tay phóng ra hồn lực xuống mặt đất, ý đồ muốn làm giảm tốc độ rơi xuống của bản thân. Sau khi tiểu tuyết nữ đẩy Trương Bưu ra, đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lại một cái, khiến cho một cơn gió lớn quét lên trên, quả nhiên lại đem đại bộ phận bạch hổ thân vệ đang rơi xuống nâng lên một chút. Có nàng giúp làm chậm thế rơi của bọn hắn, Vũ Hạo và Vương Đông Nhi giúp cuồng đã rơi xuống đầu tiên. Lúc này thì hai người đều phát huy ra tốc độ nhanh nhất của chính mình, tăng thêm tiểu tiết nữa, ba đạo thân ảnh không ngừng chằn chọc thiên chuyển, hết quăng đi rồi lại tiếp tục tiếp lấy từng tên bạch hổ thân vệ từ trên trời sáng xuống. Hiện tại thì Vũ Hạo thật sự hối hận vì sao bản thân không thể nào khống chế các kiện hồn đạo khí nào có thể dùng ở thời điểm này. Phần lớn hồn đạo khí của hắn đều có lực sát thương, mà lúc này mặc dù phạm vi nhảy xuống của bạch hổ thân vệ không lớn, thế nhưng nhân số thì lại quá nhiều. Tay phải của Vũ Hào hiện ra sinh mệnh phản xạ trí thuẫn, thân mình còn phóng thích ra hồn đạo hộ cháo, không ngừng chằn chọc xê dịch, đồng thời không ngừng thi triển ra tuyệt học đường môn khống hạc cầm long. Thế nhưng mà hắn vẫn không có khả năng đỡ được tất cả mọi người. Một người rơi xuống, hắn lập tức đón lấy, lại lập tức đem đẩy ra, chân phải đồng dạng ôm lấy một người, lại dùng sinh mệnh phản xạ trí thuẫn đẩy đi một người khác, thân thể nhanh chóng vọt tới phía trước, liên tiếp đỡ được 10 người. Ở thời điểm này, hắn căn bản không có khả năng đem mỗi người đỡ được hoàn hảo, hắn không có thời gian, hắn chỉ có thể ở lung từng thiên bạch hổ thân vệ xăm rời xuống mặt đất, đem bọn hắn đẩy sang ngang, tận lực giảm thiểu lực rơi của bọn hắn, tuy khó tránh khỏi thụ thương thế nhưng chỉ có thể để cho bọn hắn giữ được tính mạng. Thế nhưng cho dù là vậy, giữa tình huống Vũ Hạo và Vương Đông Nhi đã dốc hết toàn lực, vẫn không kịp cứu viện một phần bạch hổ thân vệ. 300m, từ 300m không trùng rơi xuống, còn ăn mặc áo giáp, lực rơi lớn như thế nào chứ? Vũ Hạo dù sao vẫn chỉ là một tên hồn vương, Vương Đông Nhi cũng bất quá chỉ là tu vi hồn đế, hai người coi như thực lực mạnh hơn một chút, cũng không cứu được hết thảy từng người này. Từng đóa hoa máu không ngừng bắn lên thân thể của bọn hắn, từng sinh mệnh trùng nghĩa lập tức trôi qua bên cạnh bọn họ. Vũ Hạo mím bầu môi thật chặt, những người này chính là vì bảo hộ bạch hổ công tước mà chết. Bọn hắn cam tâm tình nguyện từ trên vách đá nhảy xuống. Trước khi nhảy xuống, bọn hắn thậm chí còn hô to: "Công tước bảo trọng!" Quân nhân như thế này còn là lần đầu tiên Vũ Hạo nhìn thấy, hắn cũng lần đầu tiên cảm nhận được hương vị thiết huyết chỉ có ở trong quân đội. Trong mùi huyết tinh tràn ngập, Vũ Hào không biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Hắn đã tận hết khả năng của mình. Lúc hắn đem một tên bạch hổ thân vệ sau cùng ôm lấy, lại phát hiện ra hai cánh tay của mình đã bởi vì liên tiếp cực hạn phát lực ra mà bụt rốn. Hắn đột nhiên lăn một vòng trên mặt đất, khiến cho hồn đạo khí hình người không ngừng phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thân vất vả mới triệt tiêu được xung lực, thế nhưng quán tính cực lớn vẫn vàng chạm đến, khiến trong miệng của hắn ngọt ngọt, nhìn không được mà phun ra một ngụm máu tươi trong mỹ giáp của mình. Trước mắt Vũ Hào chỉ thấy một màu đó, hắn cảm thấy toàn thân của mình phảng phất hiện ra một cơn đau khiến hắn hoàn toàn thoát lực, xung quanh là mảng lớn tiếng kêu thảm thiết, cùng với mùi huyết tinh nồng đậm làm tâm tình của hắn lúc này tràn ngập một nỗi thống khổ khó nói lên lời. Đây là binh sĩ dạng gì? Vì cấp trên mà cam nguyện hy sinh sinh mệnh quý giá của chính bản thân, lại có thể không ngần ngại mà tự lao đầu xuống vực. Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cũng không biết bọn hắn cứu bao nhiêu người, toàn bộ quá trình bất quá hơn một phút đồng hồ mà thôi. Thế nhưng mà bọn hắn lại suýt nữa hao hết toàn bộ hồn lực cùng với khí lực của bản thân. Loại cảm giác này căn bản không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn đã tận lực trong một phút thời gian đồng hồ sinh tử này, thế nhưng mà nhìn vào từng thân hình mang áo giáp trắng không ngừng toát ra máu tươi, Vương Đông Nhi sớm đã nhìn không được không nghẹn ngào. Bọn hắn, Vũ Hạo thì ngửa mặt lên trên trời hét giận dữ, tinh thần lực lượng của bản thân kịch liệt tăng lên. Thế nhưng mà hiện tại hắn căn bản không làm được gì cả. Chuyện gì phát sinh cũng đã phát sinh, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào đi cứu vớt những sinh mệnh này. Ngay vào lúc này, một âm thanh bình thản đột nhiên vang lên trong đầu của hắn. Địch nhân đã lui, nguy cơ của bạch hổ công tước được giải trừ. Thông qua quá trình mức mạo hiểm, các người hiện tại có hai lựa chọn: trực tiếp thông qua quá mức mạo hiểm, hoặc là dùng lần thông qua này đổi lấy một lần toàn thể khôi phục.
toàn thể khôi phục có thể khiến cho thân thể người tử vong thời gian không quá một khắc đồng hồ hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Người tử vong vượt qua một khắc đồng hồ, linh hồn đã tán loạn, không cách nào cứu chữa. Nếu như các ngươi lựa chọn toàn thể hồi phục, vậy thì các ngươi lại sẽ phải trải qua một lần quá mức mạo hiểm. Lựa chọn như thế nào thì tự quyết định. Các ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ, 10 giây sau đó tự động trở về bản cốc. Vũ Hạo nghe được, Vương Đông tự nhiên cũng nghe được. Hai người liếc nhau, thấy được một phần kinh hỉ cùng với chớp nhất trong mắt lẫn nhau. Vương Đông Nhi kéo tay của Vũ Hạo, hai người cơ hồ là trầm miệng một lời. Toàn thể khôi phục, đúng vậy, vì cứu vớt trung thần sĩ nghĩa, dù lại lần nữa mạo hiểm cũng cam tâm tình nguyện. Lập tức thì một vòng ánh sáng kỳ dị xuất hiện ra, trên đỉnh đầu của Vũ Hạo xuất hiện ra một vòng thái dương lóe ra kim quang, mà trên đầu của Vương Đông Nhi lại xuất hiện ra một vòng trắng khuyết màu bạc. Nhật nguyệt hy sinh, cản khôn vấn tình, âm thanh bình thản quanh quẩn ở trong toàn bộ sân cốc. Ngay sau đó một vầng kim ngân song sắc ánh sáng lập tức từ thân mình của Vũ Hạo và Vương Đông Nhi khuếch tán ra bên ngoài. Chỉ thấy những nơi đi qua kim ngân song sắc ánh sáng, trên thân của mình mỗi một vị bạch hổ thân vệ đều bịt kín ra một tầng ánh sáng. Những tên bạch hổ thân vệ còn sống thì trợn mắt há hốc mồm nhìn vào hai bóng dáng đang tản ra ánh sáng kỳ dị. Tại thời khắc này, dường như bọn hắn có thể thấy rõ hai bóng người này tạo thành một dáng một đôi nam nữ. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được một loại khí lưu ấm áp kỳ dị chảy xuôi trên cơ thể, vết thương đau nhức kịch liệt nhanh chóng biến mất, tất cả đều nhanh chóng khép lại với tốc độ kinh người. Kỳ lạ hơn chính là từng bãi máu tươi ở trên mặt đất giống như đang sống lại, bắt đầu chuyển động, một lần nữa trở về trong từng thân thể. Các thi thể bắt đầu run rẩy một chút, thời gian dần trôi qua, động tác của bọn hắn nhiều hơn, thậm chí là bắt đầu có người bò lên. Trong mắt những tên bạch hổ thân vệ vừa mới mất đi sinh mệnh dần dần hiện ra vẻ mờ mịt. Bọn hắn xoay người trợn mắt há hốc mồm nhìn vào thân hình đôi nam nữ tản ra ánh sáng kỳ dị. Vẻ mờ mịt trong ánh mắt đó được thay thế bằng vẻ khó tin. Thần tích, chuyện này là thần tích, các ngươi là thiên thần hạ phàm hay sao? Tiểu đội trưởng Trương Bưu lúc này đã từ dưới mặt đất bò dậy, trên người của hắn cũng bị thương, mặt đất dưới sân công toàn quái thạch lấm chấm. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến số lượng thương vong của bạch hổ thân vệ nhiều đến như thế. Thế nhưng lúc này thương thế trên người của hắn cũng được kim ngân song sắc ánh sáng chữa khỏi bản thân. Bọn hắn thấy được một dung nhan tuyệt mỹ, thấy được mái tóc dài màu phấn lam tung bay, lại thấy được một bóng dáng nam tử toàn thân đều bao trùm ra trong kim loại, tản mát ra mãnh liệt kim quang. Bọn hắn nắm tay nhau, thân hình tản mát ra hào quang của thần tích. Trên người của bọn hắn không chỉ hiện ra quang minh mà còn có một phần ôn nhu. Bạch hổ thân vệ càng ngày càng có nhiều người đứng lên, bọn hắn đều xoay người nhìn vào đôi nam nữ tản mát ra hào quang nhật nguyệt. Không biết là ai bắt đầu, thế nhưng từng tên bạch hổ thân vệ bắt đầu quỳ một gối hướng về bọn hắn, hướng về đôi nam nữ cho bọn hắn cơ hội trọng sinh, tỏ ra kính ý từ đáy lòng. Trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ sùng kính cùng với cuồng nhiệt. Trong lòng của bọn họ, tình huống này hoàn toàn là lực lượng của thần. Kim ngân song sắc ánh sáng đột nhiên tăng lên đến cực hạn, nháy mắt sau đó ánh sáng lập tức thu về phía đôi nam nữ. Đến khi kim ngân song sắc ánh sáng biến mất, Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cũng đã biến mất không dấu vết. Cùng với lúc đó, Đỗ Hoa Bân vào chủ lộ cũng đồng dạng nghe được âm thanh bình thản. Nguy cơ của bạch hổ công tước đường giải trừ, quá mức mạo hiểm kết thúc thông qua. Trời đất quay cuồng, hết thảy xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ vặn vẹo. Bất luận là Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Đỗ Hoa Bân hay là Chu Lộ đều tiến vào một không gian kỳ dị. Bên tai của bản hắn lại vang lên âm thanh bình thản. Bên tai của Đỗ Hoa Bân và Chu Lộ vang lên âm thanh: hai người các ngươi phát huy bình thường, xuất lực rất ít, chỉ có thể coi là miễn cưỡng qua ải, không được ban thưởng, chỉ có tư cách tiến vào cửa ải cuối cùng. Chân tâm vấn tính, hy vọng các ngươi có thể thông qua. Ánh sáng lóe lên, hai người Đỗ Hoa Bân và Chu Lộ lập tức biến mất. Bên tai của Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cũng đồng dạng vang lên âm thanh bình thản. Thế nhưng lời nói lại hoàn toàn khác biệt với Đỗ Hoa Bân và Chu Lộ. Bạch hổ công tước gặp nạn, Vũ Hạo có thể bằng vào tinh thần lực lượng của mình nhắc nhở hắn, đồng thời bằng vào năng lực của bản thân đạt được sự tin tưởng của bạch hổ công tước, khiến hắn thay đổi lộ tuyến, trở thành nhân tố trọng yếu trong quá mức mạo hiểm. Nhưng các người cũng không phải hoàn toàn bằng vào năng lực của bản thân đuổi đi địch nhân, mà là mượn nhờ ngoại vật, bởi vậy quá mức mạo hiểm không hoàn toàn thông qua. Nhưng để tình các ngươi về sau coi như kịp thời có hành vi cứu người, giảm bớt tổn thất cực lớn cho bạch hổ thân vệ, coi như các ngươi hoàn mỹ thông qua quá mức mạo hiểm, nguyên bản ban thưởng cho mỗi người các ngươi được một khả năng khôi phục lại khi trọng thương, nhưng các ngươi lựa chọn toàn thể khôi phục lại nên hủy bỏ ban thưởng, quá mức mạo hiểm trở về con số 0, cần phải tiến hành thêm một lần nữa quá mức mạo hiểm, phải thông qua mới có thể tham dự cửa thứ 3 chân tâm vấn tình. Chuẩn bị sẵn sàng, quá mức mạo hiểm lần thứ 2 bắt đầu. Vũ Hạo và Vương Đông Nhi lúc này mặc dù vẫn như cũ có cảm giác trời đất quay cuồng, càng không thấy rõ bất luận cái gì xung quanh. Thế nhưng giờ vào giờ phút này, khóe miệng của bọn hắn lại tràn đầy vẻ mỉm cười thỏa mãn, tay của bọn hắn lại nắm thật chặt. Bọn hắn không chút nào hối hận lại phải tiến hành một lần nữa quá mức mạo hiểm, có thể khiến những trung thần nghĩa sĩ kia sống lại. Bọn hắn đều cảm thấy cho dù phải trải qua bao lần mạo hiểm đều đáng giá. Vào giờ phút này, trong lòng của bọn hắn chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ngay khi Vũ Hạo và Vương Đông Nhi biến mất trong màn ánh sáng, thì một luồng ánh sáng trắng rơi xuống vách
núi, ánh sáng tản đi, hiện ra Bạch Hổ công tước hai mắt đỏ bừng. Thế nhưng ngay lập tức hắn thấy được Tường Thiên Bạch Hổ thân vệ đang bình yên vô sự đứng trong sân cốc, toàn quá thạch lởm chởm, làm hắn liền ngây ngẩn cả người. Lúc này việc quân đến từ quân doanh bên đó đã đuổi kịp, lập tức thì đứng bên cạnh Bạch Hổ công tước.